Rồi ok, chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng nhau đánh bài tiếp ha. À, ok mình thua rồi. Rồi mình lấy 51 lá thôi, mình bỏ con sao biển ra rồi. Không 40 lá, không biết anh chơi ba anh chơi bộ nào đây ta. À không, con này trước, con này trước. Nó có mới ra được con còn hả, đâu có bắn được đâu. Con này phải đợi khi nó có hai con mới dùng được. Không, bộ fusion nè các bạn, bộ nguy hiểm. Cái gì anh này là nó có mỗi Zoey là khóc thôi khi mà bị thương nhẹ thôi nha. Zoey chơi Zoey có cảm giác hài hài sao, anh tấu hài nó là cực mạnh luôn. À này thôi hả? À rồi thì em bắn anh. Chơi lớn luôn các bạn. Rồi em mượn tí. So, you're activating a spell card. Rồi, chơi. 1000. Not bad. Rồi, 1000. Not bad. 1000 nữa. Not bad. Nói chung là anh ấy vẫn rất tỉnh và đẹp trai các bạn. 1001, 1007, 1008. Rồi ok, 100 điểm thì không sao, không đáng. 500 nha ông anh. Ok. I end my turn. Rồi miễn chiến bài thì úp xuống. Con này quăng ra. Chơi nó. Nó sợ sao. Bắn. À. Rồi ok. Được sao đấy, có anh và cái ba dở trò gì. Cho bắn phát á, khỏi dùng luôn. 500 nha ông anh. Ok. Rồi màn này để mình tặng anh cho ba 100 điểm vậy. Chiêu này gọi là tự sát á, khi đối phương nó cần tới map rồi mình chơi chiêu này một phát. Cái hay của cái con này là chính chỗ này nè cơ, mình thích nó bởi chính cái điểm này đó. Rồi hai à, mình đi sau. À, ok cho anh cái ba đi trước đi, gian trước là ảnh bị mình chơi cú đó hơi bị đau rồi. Rồi ok, em cũng làm gì nhiều đâu anh, em mau quăng cái này ra thôi. Rồi em không có cấp. Giật của anh 5 lá cho vui đã. I activate my spell card. Ây da. Rồi lợi hại. Trời, hai con sâu của tôi. Hỏi cần coi bài, em biết bộ bài anh có gì trọng rồi, đấu với anh biết nhiều lần. I set this card face down. Oh. Rồi. I end my turn. Con này nó tính là mặc dù con này biết bay nhưng mà tính hệ đất chứ không phải hệ phong. Rồi bắn một phát. 1009.
Rút thì cũng chỉ rút được con hàng chính thôi. À, rút con rồng không thèm rút con hàng chính hả? Ok, con này hệ quang mà mình đâu có sợ. Mình đang được sân này mình bút được hệ gió mà. Hệ phong. Rồi từ từ, để coi anh ra con gì. À, rút ra hai con. Anh có lá bài kết hợp chưa để cho em lấy con này em bắt về em xài coi. À, thủ tiếp hả? No. Rồi, hay. Hắc ma kiếm. So, you're activating a spell card. Chưa tính tới lá này nữa nha, mà từ từ, lá này từ từ, không gấp. Chưa cần. No. À, con này dở rồi. Nó trừ công mấy con hệ hệ đất luôn mà. Mà tính gì vậy, mình dùng con này không được. Chứ con ông phải bỏ mấy con hệ đất ra nữa, quên mất. Thôi kệ, chẳng mấy khi nó ra. Lát nữa để ra cất hết mấy con kia vô, quăng bàn cá vô lại. Rồi mất chơi hệ phong là không được chơi hệ đất. Rồi, bắn. Ây trời ơi, xui rồi. Unfortunately for you, your attack triggered my monster's effect. Anh cho ba ra được con này là hơi bị đỉnh đấy. Rồi, cầm lên tay dự phòng. Rồi, kiếm sĩ ngón tay phép thuật ra đây. Rồi, hạ con này xuống. Rồi, con này không sao, bình thường. Rồng trắng xanh. Dung hợp nữa. Lá dược bài. Rồi, ok. Mình lấy lá nào giờ? Kệ, lấy lá hệ phong đi. Rồi, bắn. No. Not bad. Rồi, hết được ra rồi, giờ bắt buộc phải úp xuống. Lá này úp xuống. Đấy, mình úp xuống mà, à quên mất úp xuống vẫn bị, vẫn tính. Quên mất cái lá nó không được úp xuống đây. Quên đấy. Úp xuống. Rồi xong. Mình lỗ hai lá, nó lỗ đống lá luôn. No. Kích hoạt là kích hoạt lá này á. Rồi không cần. No, rồi một đống lá anh bị kéo luôn nè. Cái lá mà hút bài á là bao mình mất bao nhiêu nó sẽ đưa lại bấy nhiêu, còn cái này là nó hút tất cả rồi nó đưa lại 5 lá. No. Còn hệ đất, quăng hệ quang ra đi. Rồi, hắc ma kiếm trở lên. So, you're activating a spell card. Nhập vô. What? Quăng lá này cho con này. So, you're activating a spell card. Con này ra trận. What? Lật lên. Gọi con phong điểu của mình ra. Phong điểu ra trận. Nè, đánh sức mạnh của đánh hội đồng nè. Bắt về luôn. Một lượt anh K3 hết máu luôn.
Rồi, trừ khi anh ấy có lá bài tẩy xịn thôi. Rồi, không có bài tẩy là chết anh rồi. Chơi. Chơi. Lần này không điểu chứ không cần cắn luôn á. Rồi xong. No. Rồi cho em xin 3 lá đi anh trai. Wow. Lá này là cho hệ bóng tối nè, mình chưa có xài nữa, tại bên này không có nhiều con hệ bóng tối lắm. Lá này thì có rồi, không cần tới 3 lá đâu, tại cái lá này cũng không có dùng nhiều. Vậy là con này hệ phong, được á, nhưng mà Dancing F 1 sao. Lá này dùng để làm gì trời, giờ có búp 2 phát vô luôn, nó cũng mới có 1.300. Xài con này mình không biết để đem vô để làm gì luôn á, bạn mà biết con giá trị con này là gì chỉ với mình, chứ mình thấy nó không có effect rồi. Có effect còn có nghĩ lại còn cái lá này không biết để làm gì luôn á. Rồi ok, rất cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.